Chiều ngày 1 tháng 8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị tập huấn qua Zoom hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ và một số nội dung về điều trị của ma. Tham gia tập huấn tại Lào Cai có lãnh đạo các đơn vị y tế trong toàn tỉnh. Đây là lớp tập huấn hết sức quan trọng trong thời điểm hiện nay khi bệnh đậu mùa khỉ diễn biến khó lường trên thế giới. Ở trong nước, tại miền Bắc, bệnh cúm A cũng đang phức tạp. Tại hội nghị, các chuyên gia y tế đầu ngành đã truyền tải những kiến thức về bệnh cảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị bệnh đầu mùa khỉ cũng như bệnh cúm A. Thông qua đó sẽ giúp cho hệ thống y tế có sự nhất quán đồng bộ, chủ động sẵn sàng ứng phó khi dịch xâm nhập và có nguy cơ lây lan. Hiện tại, ngành y tế Lào Cai vẫn tiếp tục theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch bệnh nói chung, bệnh đậu mùa khỉ nói riêng để kịp thời có những biện pháp can thiệp phù hợp. Mục tiêu là không để xảy ra dịch trên địa bàn bên cạnh đó ngành cũng cố gắng bảo đảm về cơ số thuốc sinh phẩm vật tư hóa chất dịch truyền trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh